bạn đang ở ngã ba đường những dấu hiệu rất rõ ràng hầu hết mọi người sẽ trải qua một thời điểm trong cuộc đời khi họ cảm thấy như đang ở ngã ba đường đây có thể là khoảng thời gian đáng sợ nhưng cũng có thể là khoảng thời gian thú vị nếu bạn cảm thấy như đang ở ngã ba đường đừng lo lắng bạn không đơn độc ở ngã ba đường là một thời điểm trong cuộc đời bạn mà bạn phải đưa ra quyết định quyết định này sẽ quyết định con đường bạn sẽ đi có thể tích cực hoặc tiêu cực chúng có thể là thời điểm của cơ hội hoặc thời điểm khủng hoảng điều này cũng có nghĩa là bạn cảm thấy mình đã đến lúc cần phải thay đổi bạn có thể cảm thấy lạc lỏng bối rối hoặc bế tắc bạn có thể cảm thấy như mình đang trong quá trình chuyển đổi hoặc tình trạng lấp lẫn đây đều là những cảm giác bình thường khi bạn đang ở ngã ba đường. Sau đây là những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng bạn đang ở ngã ba đường trong cuộc đời mình. Điều thứ nhất, nếu bạn cảm thấy như đang ở ngã ba đường, rất có thể bạn đang cảm thấy bồn chồn và không chắc chắn về con đường hiện tại của mình. Đây có thể là một cảm giác bình thường và lành mạnh. Điều đó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng thay đổi. Nếu bạn không chắc chắn nên đi theo hướng dẫn nào, hãy thử khám phá các lựa chọn khác nhau và nói chuyện với những người khác ở hoàn cảnh của bạn. Điều thứ hai, một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang ở ngã ba đường. Đó là bạn không còn hứng thú với những thứ từng khiến bạn phấn khích. Đây có thể là một sở thích, một công việc, hoặc thậm chí là một mối quan hệ nếu bạn cảm thấy buồn chán hoặc không thỏa mãn có lẽ đã đến lúc phải thay đổi điều thứ ba bạn cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một lối mòn và dường như không thể thoát ra được nếu bạn cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một lối mòn có thể là do bạn đang ở ngã ba đường đây có thể là một tình huống khó khăn nhưng điều quan trọng cần nhớ là bạn có khả năng thay đổi hoàn cảnh của mình nếu bạn cảm thấy mình bị mắc kẹt hãy thử tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc tìm kiếm những cơ hội mới điều thứ tư nếu bạn thấy mình khao khát những trải nghiệm mới đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngã ba đường đây là khoảng thời gian thú vị vì nó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng khám phá những điều mới nếu bạn là người thích phiêu lưu tại sao không thử một điều gì đó hoàn toàn mới bạn có thể ngạc nhiên với những gì bạn khám phá. Điều thứ năm, nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp, rất có thể do bạn đang ở ngã ba đường. Đây có thể là khoảng thời gian khó hiểu và khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để phát triển. Điều thứ sáu, nếu bạn thấy mình đang băn khoăn về những lựa chọn trong cuộc sống của mình, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngã ba đường. Việc đặt câu hỏi có thể là một phần lành mạnh và cần thiết trong việc tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Điều thứ bảy, nếu bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một sự thay đổi, thì có thể là do bạn đang ở ngã ba đường. Đây có thể là khoảng thời gian thú vị, vì nó có nghĩa là bạn luôn sẵn sàng đón nhận những khả năng mới. Điều thứ tám, nếu bạn thấy thói quen của mình trở nên đơn điệu, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngã ba đường. Đây có thể là một tình huống khó khăn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là bạn có khả năng giải quyết hoàn cảnh. Điều thứ 9. Nếu bạn cảm thấy mất kết nối với tình huống hiện tại, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngã ba đường. Cảm giác bị ngắt kết nối thường là triệu chứng của việc bạn đang ở trong tình huống không còn phù hợp với các giá trị hoặc mục tiêu của mình. Điều thứ 10. Nếu bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng cho điều gì đó mới mẻ, thì có thể là do bạn đang ở ngã ba đường. Đây có thể là khoảng thời gian thú vị, vì nó có nghĩa là bạn luôn sẵn sàng đón nhận những khả năng mới. Điều thứ 11. Nếu bạn thấy mình có cảm giác thích phiêu lưu, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngã ba đường. Đây có thể là khoảng thời gian thú vị, vì nó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng khám phá những điều mới. Nếu bạn thích phiêu lưu, tại sao không thử một điều gì đó hoàn toàn mới? Bạn có thể ngạc nhiên với những gì bạn khám phá được. Điều thứ 12. Nếu bạn cảm thấy được kêu gọi thay đổi, thì có thể do bạn đang ở ngã ba đường. Thay đổi không phải là điều xấu, nhưng nó có thể đáng sợ. Hãy nhớ rằng bạn có sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh của mình. Điều thứ 13. Nếu bạn thấy mình có một nhận thức mới, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngã ba đường. Nhận thức mới này có thể liên quan đến hoàn cảnh hiện tại của bạn, hoặc về cuộc sống của bạn nói chung. Dù bằng cách nào, đó là cơ hội để tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Điều thứ 14 Nếu bạn thấy mình muốn tạo ra sự khác biệt, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở ngã ba đường. Tạo ra sự khác biệt có thể là một trải nghiệm bổ ích, và đó là cách tuyệt vời để kết nối với những người khác. Điều thứ 15, nếu bạn không còn hài lòng với tình hình hiện tại của mình, thì đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn đang ở ngã ba đường. Đây có thể là khoảng thời gian khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để phát triển. Trên thực tế, không hài lòng không phải là điều xấu. Nó có thể là bước đầu tiên để tạo ra sự thay đổi tốt hơn. Bạn không đơn độc nếu bạn cảm thấy mình đang ở ngã ba đường của cuộc đời nhiều người trải qua cảm giác không chắc chắn này vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời điều quan trọng là phải luôn lưu tâm và cởi mở với những khả năng có thể xảy ra phía trước hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình cuối cùng hãy tin tưởng làm theo trực giác của bạn